Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm thứ tư tuần trước, thì cái cơ quan bảo vệ động vật ở riverside họ đã tiến hành để mà tịch thu gần cả hơn cả trăm con họ gọi là những con động vật ở trong một cái căn nhà ở wanga lý do đó là bởi vì có những cái tin báo là nhà này nuôi rất là nhiều cái con mà người ta không có coi rồi khi mà người ta đưa giấy đến để mà báo hai lần cho chủ nhà rằng họ sẽ đến xem xét chủ nhà chẳng có nói năng gì hết không trả lời rồi cái ngày hôm mà cái cơ quan này đến cũng không có chủ nhà luôn thì ở đó họ bắt được cái gì họ đến những cái con mà họ mang đi về để mà họ chăm sóc thì có trong đó có ba con ngựa sáu con dê rồi họ nói là một số con chó gà rồi những cái con chim mà cảnh rồi có cả chuột nữa và có cả những con con dáng mà họ nói con gián mà nuôi như là một à, những cái con vật à, thú cưng như vậy rồi à, đặc biệt ở đây à, những người hàng xóm còn cho biết á, là có đến chín cái con chó mà giống như những cái con mà lai chó sói như vậy nữa à, rất là nhiều à, tình trạng của những con này họ nói tồi tệ lắm ừ. đây là ở đây họ đưa lên một số con vật thôi để cho người ta xem ví dụ như là gà nè ví dụ như đây cả gián tại vì mình nghe con gián là sợ nhưng mà nó là con gián này những con này được nuôi giống như một kiểu là thú cưng đó rồi à, chuột cũng thế à, nhiều con à, con này thì mình không biết nó là cái con gì nhìn thấy cái mặt nó thì cũng khá là dễ thương đó là cái tình trạng của những con này nó quá là tệ cho nên là bây giờ họ bắt buộc là họ phải à, phải bắt hết nên nếu coi có những cái tin tức ở Mỹ này nó cũng ngộ ừ. lắm nuôi ở trong nhà mà những con này họ cũng đếm tổng cộng là hơn cả trăm con như vậy để bị bắt như vậy là ở đây muốn nuôi như thế nào nuôi để cho những cái con này ở trong cái tình trạng nó là tệ như thế nào chưa kể là có những người sẽ được xếp vào cái chuyện là tàn ác với lại thú vật khi mà nuôi nó mà không có cho nó ăn uống đầy đủ nó bị bệnh hay nó bị ghẻ lỡ cũng bị là bị tội nữa À, trong khi đó nói về cái vấn đề ở nước Mỹ này đó à, cái ăn cắp vặt khi mà mình nói tới cái chữ ăn cắp vặt có nghĩa là một người nào đó đi vào trong một cái tiệm nào đó xong rồi cái vớ lấy cái gì đó ở trên quầy rồi bỏ qua túi rồi bước ra ngoài không trả tiền mà người ta có cái chủ đích là làm như vậy nữa chứ không phải là người ta thấy rồi người ta thích đâu khi ăn cắp vặt này đó thì sau một cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy là một phần tư người dân của Mỹ nha một phần tư là có cái thói quen ăn cắp vặt không phải là mình vô một cái tiệm mình ăn cắp một cái bóp trị giá mấy ngàn đô 10 ngàn đô 5 ngàn đô người ta có thể ăn cắp vặt một cái hộp quẹt một đồng 39 sen người ta vô người ta nói này đồng mấy các tiệm này nó không có bị lỗ lã gì đâu lấy cái đó bỏ túi đi ra đó à, thưa quý vị cái tật ăn cắp vặt này đó là một cái vấn đề nó gọi là gây nhức nhối vì không phải tại lạm phát mà người ta đi ăn cắp mà người ta có cái thói như vậy nữa. Cũng có nhiều người người ta mạo hiểm thử coi có bị bắt quả tang hay không. À, có ai theo dõi mình hay không? Kể cả những tài tử nổi tiếng Hollywood cũng đã từng bị bị bắt vì cái tội ăn cắp vặt. Thí dụ như là Britney Spears, ca sĩ ừ. nổi tiếng vô trong một cái cây xăng lúc mà đổ xăng hay gì đó hay là vô trong đó để mua một chai nước hay gì đó vớ luôn cái hộp quẹt đồng 39 cent bỏ túi đi ra ngoài và gặp các phóng viên người ta chụp hình lại được á. Ồ, oh, tôi xấu hổ quá, tôi xấu hổ quá. Này kia, hay là Wayne Rider uh, bị bắt là đi vô trong tiệm sắt phíp xong đứng lấy uh, mấy cái đồ mỹ phẩm quẹt 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 xong rồi cái bỏ túi luôn thì đi ra. Ví dụ như vậy. Hay là Megan Fox nè cũng bị bắt về cái tội đó. Tại vì có những cái người đó người ta có cái thói quen, thói quen họ nghĩ rằng là cái này không sao đâu đồng mấy hai đồng ba đồng 10 đồng gì đó nó không lỗ gì cho cái tiệm này đâu đó, cái này cũng là đồ sample thôi mà đó, họ lấy họ bỏ túi họ đi ra tỉnh bơ à. à. theo như thống kê nha à, những con số mà người ta thống kê đó người ta thấy rằng nè gần 90% những người mà vô trong tiệm mà ăn cắp vạch thì những người đó đều khai rằng là cái gì bây giờ cũng mắc quá tôi không có đủ tiền cái gì bây giờ nó cũng lên giá hết á lấy cái này cũng chả sao đâu nó cũng cái này đối với hồi xưa có đồng bạc à bây giờ nó 5 đồng chứ hồi xưa có đồng bạc à nó cũng không có mất gì cho cái tiệm đó đâu rồi những người mà được phỏng vấn mà họ có cái thói quen ăn cắp đó thì thường thường nha thì họ ăn cắp vặt ở những cái tiệm mà mà mà, mà nó gọi là chi nhánh nhiều như là Target, Walmart hay là Rite Aid, Walgreens vân vân hơn là những cái tiệm nhỏ nhỏ lẻ tẻ của những uh, cha mẹ ông bà con cái mở ra để bán những cái lật vặt họ ăn cắp những cái tiệm lớn thì họ không thấy có tội bằng ăn cắp những cái tiệm nhỏ họ nói là tiệm lớn người ta có bảo hiểm nó có đủ hết không sao đâu đó. rồi khi được phỏng vấn thì gần một nửa số người mà đi ăn cắp như vặt như vậy đó là đều đã bị bắt một nửa luôn nha đã bị bắt và cái cuối cùng đó là những cái đồ vặt mà thường thường họ bỏ túi họ đi ra đó phần lớn là đồ ăn vặt, có nghĩa là cái cây bếp chơ kia đó, cái khô bò đó, hay là cái hộp uh, bánh hộp kẹo gì đó nhỏ, nhỏ 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 mà dễ lấy được và bỏ túi được đó, họ nói cái này có mấy viên kẹo mà nó có sao đâu, lấy cái hộp em mình em bỏ túi xong rồi đi ra ngoài đó, thí dụ như vậy thì đó là cái tình trạng gọi là người ta nói rằng là thống kê cho thấy một phần tư người Mỹ là có dính dáng tới ăn cắp vặt, có nghĩa là họ nghĩ rằng Điểm đó không có bảo hiểm, hả sao đâu, mất có kẹo chẳng có ai tính toán gì đâu. đúng là ở đâu <laughs> cũng có người này người kia, mà cái bệnh ăn cắp vặt á, có những người á gọi là cái chữ là bệnh là đúng, không phải là họ nghèo, không phải là họ không có tiền à, mua, à. nhưng mà cái 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 chuyện mà họ Mạo ăn hiểm. Cắp vặt là à. ăn cắp vặt rất là lạ, đôi khi họ họ nhìn cái đó họ không lấy họ cảm thấy là nó rây rứt lương tâm hay sao họ ừ. phải lấy chứ không phải là họ không có tiền có những người rất là giàu nhưng mà không hiểu sao họ vẫn cư xử như vậy thưa à, quý vị tiếp theo đó ừ. thì thưa quý vị khi mà người ta nói về những cái quầy tính tiền tự động ở các chợ này kia đó mình thấy họ tính tiền tự động đó thì một số người cho biết rằng là chính những cái máy tính tiền đó đã À, gọi là gì nhỉ giúp chúng tôi <laughs> giúp chúng tôi nhiều hơn cho cái việc mà anh khắp vạch ừ. thay vì là những máy tính tiền đó là không ai coi hết à, lâu lâu có một người hai người đi tới đi lui coi coi thôi thì họ có thể đổi cái giá họ nói chứ đổi giá cho nó rẻ hơn chút chứ cũng cái này thì không đáng giá nhiều đó đâu thì họ dán cái sticker của cái, cái giá khác nó rẻ hơn lên rồi họ đi cao họ chạc tiền họ tính tiền bằng cái giá rẻ hơn thì họ nói là chính những cái máy tính tiền đó nó cũng giúp chúng tôi phần nào trong cái việc ăn cắp vạch Và vì thế mà cho nên à, quý vị thấy là nhiều cái tiệm bây giờ đó thay vì họ để những cái máy tính tiền tự động như trước đây thì bây giờ họ đã thu hồi lại những cái máy đó hoặc là cử thêm hai ba nhân viên đứng vòng vòng như là hôm đi bô đi đứng vòng vòng ở đó đó để coi coi là chúng ta tính tiền như thế nào trước đây đó, khi mà đi vào Costco nếu ừ. mà ai mà qua cái tính tiền mà tự mình tính tiền đó quý vị sẽ thấy cái receipt ra thì nó cái màu nó khác màu nó khác. Màu hơi xanh xanh Đúng rồi à, bên kia cái receipt bình thường là màu trắng và khi ra cái cái đó cái người mà người ta đứng người ta kiểm tra ở ngoài họ sẽ coi cái cái phần mà tự tính tiền đó họ sẽ coi kỹ hơn một chút <laughs> quý vị để ý sẽ thấy cái điều như à. vậy nhưng phải là cái receipt nào nó cũng giống nhau thưa quý vị à, trong hình này là một người phụ nữ được cho là một việt kiều ở úc đã lừa gạt một số người ở việt nam cái số ừ. tiền lên đến là khoảng 10 tỷ đồng việt nam 10 tỷ đồng tức là một cái việt là hai yeah, cũng là ba trăm mấy gần bốn trăm ngàn đô la đó Đúng rồi. là bởi vì bà này đã bà này tên là bùi thị huệ thì bây giờ công an ở việt nam họ cho cái lệnh là uh, truy nã bà này nói là bà này đã trốn về Mỹ rồi. Không biết ở đây có ai biết hay không. Lý do truy nã là bà này tên Bùi Thị Huệ, 48 tuổi, ở Đồng Nai. Là bà đi về Việt Nam xong rồi bà nói rằng là bà hứa hẹn với những người nạn nhân đó đó, những người mà quen biết hay là người ta cần. Nói là mỗi người chỉ cần đóng cho bà cái số tiền là khoảng 25.000 cho đến 45.000 đô la thì bà sẽ làm các cái, cái thủ tục để mà đưa sang Mỹ làm việc và thậm chí là định cư luôn, có nghĩa là sau thời gian đó những cái chương trình đi qua làm lao động vân vân, sau bao nhiêu năm thì sẽ cho thẻ xanh rồi cho định cư. Thì bà nói như vậy thì nhiều người người ta đã đóng tiền cho bà, rồi bà gom cái số tiền lên đến là khoảng à, gần 400.000 đô la thì hồ sơ của chắc này cũng có cả chục người đó. Ừ. Rồi bà biến mất cho nên người ta không tìm được bà đâu Những người kia thì bà đã cầm tiền rồi Bà đi cho nên người ta đi báo công an Và bây giờ đây là mặt của bà Bùi Thị Huệ Không biết là người này có ai quen biết hay không Đó là được cho là đã lấy tiền của những người ở Việt Nam Bằng cái chiêu thức, chiêu trò Đó là đi qua đây để đi tìm việc làm Và trong thời gian qua thì cũng có nhiều người ở Việt Nam Cũng bị tố về cái chuyện này Đó là không có đúng sự thật xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại